Mưa này nó đâm ra vắng vẻ, hôm nay là Rùa Vàng rất là vắng vẻ. Còn phong cảnh của Rùa Vàng là rất đẹp. Có cái cầu tình yêu ở đằng sau cái cột đồng hồ kia. Thế nhưng mà mình không, mưa này cũng không ra đấy được. Nếu mà đi bình thường nên đi vui chơi giải trí ở cái khu này rất là thơ mộng. Em nãy em quay và cuối cùng là mất cái cảnh từ dưới kia, em quay từ dưới là ra ngoài. Đây chú có thể quay đây, đây là hai con số 7. Đây là hai con số 7 nhá. Đây là quán cà phê 77. Ở đây là hai con số 7. Mình đang đứng đỉnh quán cà phê 77. Đây là số 7, đây là số 7. Đấy, xoay đấy. Đấy, đây là hai số 7. Mình hiện nay là đang đứng trên đỉnh quán cà phê 77. Đây, chú có thể xoay vào đây. Xoay vào đây. Đây là cà phê 77 đây. Đấy. Đây là nhà hàng cà phê 77. Thế còn chụp nghe nhà anh bố. Cà phê 77. Rùa Vàng Kitty đây. Cà phê 77 đây. Hai con số 7 đây. Đang đứng ở trên đỉnh cà phê 77 đây. Nhìn ra Rùa Vàng Kitty. Hôm nay trời mưa cho nên rất là ít du khách đến Rùa Vàng Kitty. Nhân này đứng ở trên cà phê 77 nhìn xuống rất là ít khách, hầu như không có khách vui chơi. Phong cảnh Rùa Vàng thì rất là thơ mộng rồi, thế nhưng chỉ có do thời tiết mưa cho nên là lượng khách rất là ít, mà hầu như ngoài trời không có, giờ chỉ trong các quán hàng thôi. Đây là chân Rùa Vàng đây, à chân đồng hồ đây. Chân đồng hồ mọi khi các cháu chạy xe rất là đông, nhưng hôm nay không có ai cả. Cột đồng hồ đây. Hậu cần thế nào rồi? Đang còn đã ở đây thôi, đang bảo không biết là đang cầu với món ăn nóng. Đây món nóng đây đang bắt đầu xào rồi. Đây là món gì đấy? Nóng xào. Cái
dưa. Tinh món đặc sản này. Đang xem cái gì đấy? Hoa gì? Hoa quỳ. Ôi. Không biết có ăn cái hoa này có quả có cái gì không? Chẳng. Không biết. Cái vùng nào nó tàn. Chó kia chị này, chó đằng sau chị ạ. Đấy con ấy cái hình đấy là từ cái năm mà tẻ làm nhà này cơ mà. Đúng rồi, có con rồi chị ạ. Đâu làm nhà năm 22. Đấy là nhà báo Nghiệp Dư ba. Nhà báo Nghiệp Dư đã một mâm cỗ. Thịnh soạn rồi. Trứng bò à. Nòng sọc dứa, ui, khoanh cá to thế. Đây thịt trâu á, nộm, chim. Đây chép giòn hay sao? Cái mắm thử lý. Nó theo hệ bằng cấp học tập thì không. Nó cả theo kiểu như là sao để con quá già, có kiểu như là quốc gia mà. Kia là lúc ấy là khoa chính căn không nhận được. Để bên ta để khó. Để cái kiến thức phổ thông để mà lên đại học. Không có học lớp không có chỗ. Quay chúng tôi phải là cuối cùng thì nhà con cho nhau ngồi đấy ngồi ghế cái có nghĩ mà chung nhau nó chìm nhau có hơi tốt hơi cứ đi dép thôi. Cỗ to đấy. Vâng, nhưng mà xoáy tám với 10. Nó chặt. Mười rồi. Tiền mất từng mũi đến vui. Ăn được đâu. Sắp nhiều món thế này. Thế bảo em ở đấy lúc nào mà em vào được kiếm bạc. Cỗ bên nhà mình nấu bình hảo. Nhưng mà cỗ về bên mẹ bà kể chắc cũng sang rồi. Nhưng mà đây có thể là sang là tập trung dụng đấy. Sang là tối làm hết sang rồi. Vừa đến bây giờ sang rồi. Các chú cậu hôm nay nhân dịp là chỗ các cậu người trong Nam Định chơi trong quê mạo quê mạo nhà bác chú cùng với cùng vui và đồng nghiệp cùng mình cho chúng thăm nơi chúc sức khỏe của các anh em và đồng nghiệp trăm phần trăm cái đầu tư vui mạo cũng được. Hai ba đô đó, đừng dùng đây là không thế được rồi đang quay đứng thẳng ra ngoài kia để quay hết nhá.
đúng nữa rồi. Thế mặt chưa? Thế mặt nhá. Không phải. Đúng nữa rồi. Hai ba vô. Chú bạn nhớ, chú bạn nhớ. Nào chú bạn nhớ. Nhau.